Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa bắt giữ một xe khách vận chuyển 44 thùng xốp đựng thịt chim ướp lạnh, trọng lượng 2,2 tấn bốc mùi hôi thối từ Đồng Nai ra Hà Nội tiêu thụ. Theo đó, vào lúc 3 giờ sáng ngày 6 tháng 3, tại tuyến tránh quốc lộ 1, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, công an dừng kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh do tài xế Nguyễn Văn Phòng, 50 tuổi, ngụ tại tỉnh Thanh Hóa, đang chạy hướng Nam Bắc, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở theo 44 thùng xốp đựng thịt chim cút đã qua sơ chế với trọng lượng 2,2 tấn. Toàn bộ số thịt chim này đều được ướp lạnh nhưng đã bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế chưa xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan chức năng. Bước đầu, tài xế Phong cho biết nhận trở thuê số hàng hóa trên từ Đồng Nai ra bến xe nước ngầm Hà Nội để tiêu thụ.